Ấn Độ, hổ mang chú khổng lồ tìm dân sinh uống nước. Thưa các bạn, rắn hổ mang chú thường tránh tiếp xúc với con người, nhưng trong tình thế khó khăn, chúng buộc phải làm mọi cách để sinh tồn. Ấn Độ đang trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng, khiến khắp nơi khô khốc. Rắn hổ mang chú dù rất khỏe, cũng không chịu nổi đợt hạn này. Một con rắn vì quá khát đã không còn cách nào khác là vào làng xin người dân để uống nước. Đoạn video quay lại cảnh một người dân tốt bụng cầm chai nước và đổ lên đầu của con rắn, có thể uống từng ngụm nhỏ. Một người khác cầm một chiếc gậy dài để phòng con rắn tấn công mình. Cần biết rằng một cú cắn của rắn hổ mang chúa cũng đủ kết liễu người trưởng thành trong ít phút. Nọc độc của chúng tác động trực tiếp lên hệ thần kinh và khiến nạn nhân chết tại chỗ. Chuyên gia động vật hoang dã cho biết, hạn hán nghiêm trọng khiến nhiều loài động vật bị ảnh hưởng. Con rắn độc được cho uống nước sau khi một nhóm giải cứu phát hiện ra nó bò vào làng Kaiga. Sau đó, con rắn được đưa tới trung tâm chăm sóc địa phương.